Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2007. Như thường lễ, sáng 8:30 tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có cái buổi sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 277 và giảng tại giảng đường trường học này là lần thứ 16. Chúng ta vẫn còn học về cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Tôi xin nói một câu trước nhất, trước khi vào kinh điển học tập, tôi nói để sợ tôi quên đi, các vị sau này không nghe thì nó lỡn chọn cái buổi đi học tới. Thành ra tôi xin thông báo trước để sợ nó quên đó mà, là cái ngày 20 nhằm ngày Chủ nhật tuần tới này là cái ngày mà lễ lớn, hội lớn của cả nước, cho nên là tất cả toàn dân đều là đi bầu cử đại biểu quốc hội. Thành ra là mọi người Phật tử chúng ta cũng như mọi tầng lớp trong xã hội, đó là cái ngày lễ lớn của ngành lập pháp của một dân tộc, của một đất nước. Cho nên là bữa sau đó, chủ nhật tuần sau là nghỉ, không có học. Các vị nào có mặt hôm nay thì có thể là truyền đạt nếu cho những vị giám mặt được biết rằng là bữa chủ nhật tới là chúng ta không có học mà để đi bầu cử. Như thế. Tâm khảo đọc đi cũng muốn cho nghĩa cho lớp này. Tôi cũng xin thông một cái thông tin, một cái tin nữa là có hai Phật tử là cúng dường 400 đĩa CD Di Thức Luận do Tâm Khảo đọc nguyên văn cái quyển Di Thức Luận mà tôi đã từng giảng cho các vị đó. Nhưng mà các vị có nghe được trong cái bộ đĩa tôi giảng là triển khai rộng. Còn cái bộ này là nguyên chất của cái tập Di Thức Luận mà tôi đã soạn làm giáo án cho trường cao đẳng Phật học. Thì hôm nay là Phật tử Tâm Thảo nó cúng dường 400 đĩa. Lát nữa rồi cái cô Hiếu Ngọc này đó có sẽ tặng. Mà các vị Phật tử nếu có thời giờ các vị để nghe cái đó các vị nghe càng thuộc càng quý. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị là cứ yêu cầu tôi đứng tại đây, tôi nói từ đầu cho tới hết cái tập đó trong cái đĩa đó, tôi không thua, không bỏ sót chữ nào. Thời kỳ mà anh em tôi học là đều phải học kỹ như vậy đó. Cho nên là các vị mà muốn hiểu gì như thế học cho kỹ là ta tặng cái bộ đĩa đó về để mà nghe. Chứ cũng có nhiều người cũng ham nghiên cứu như thế đó, nhưng mà học sơ sơ đó các vị không thấy cái hay của như thế học đâu. Mình lát nữa để các vị mỗi người nhận được một đĩa để mà học cái bài.
Bây giờ chúng ta tiếp tục học cái đại bát niết bàn về cái phẩm sư tử hống. Sư tử hống, chữ hống là tiếng rống, sư tử hống là tiếng rống của con sư tử. Cái bài này là lâu lắm rồi mà tôi chưa có viết thêm nổi, mà tôi triển khai cái bài cái phẩm sư tử hống này cho tới bây giờ vẫn chưa rồi. Mà cái sư tử hống này là tức là hai cái con sư tử ở trước cái giảng đường của ta, hai cái phù điêu đó. Hai phù điêu đó là cái hình sư tử. Thì trong cái phù điêu đó nó có hai cái bài của chứng đạo ca của Huyền Giác Thiền Sư nói về cái tiếng lóng của sư tử. Thì tôi mới chọn hai cái bài thơ đó của Huyền Giác Thiền Sư đó để trong cái tấm phù điêu trước cái chuồng Phật học của mình đó, để nhắc nhở rằng người Phật tử là phải học với cái tinh thần học Phật như vậy, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải sống theo chánh pháp, thì nó có một cái sức mạnh vững vàng trong cuộc sống, giống như là cái con sư tử là chúa của rừng xanh, nó sẽ tự tại trong rừng xanh mà không ai làm gì cho nó sợ hãi. Cho nên trong đạo Phật thường thường các chùa nào cũng đều có tạc hai con sư tử, hoặc là đắp bằng xi măng. Có những chùa giàu thì người ta nhờ tạc bằng đá non nước, đá Ngũ Hành Sơn, đều có hai sư tử. Còn cái trường của ta đây thì nhờ thợ đắp hai cái tấm phù điêu hai con sư tử. Tức là nói về cái phẩm mà chúng ta đang học, phẩm kinh sư tử hống Bồ Tát. Và tôi cũng xin nhắc toàn thể Phật tử để ý, khi mà bước vào trường là các vị thấy hai con sư tử rồi, tức là các vị nhớ tới sư tử hống Bồ Tát. Giờ nếu các vị nhìn thấy hai con sư tử mà tôi hỏi là tôi treo đó, nó có mấy 40 câu thơ, mỗi con sư tử có 4 câu thơ để ý học cái đó. Rồi tôi cũng nhắc các Phật tử là các vị nhìn vào bên cái bức tường lớn ở dưới sảnh đường, nó có chữ học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát, nó có 10 chữ đó. Còn 10 chữ đó là đúng ra là chúng ta nên để ý mà không nên quên, thường nhớ nó thì thường có lợi trong cuộc sống. Ta học thật là cốt để có trí tuệ, tức là giác ngộ. Chỉ giác là thức, là tỉnh. Chỉ ngộ, chỉ độ là biết, là hiểu biết. Thì cái người đệ tử Phật học Phật để giác ngộ, tức là học Phật để cho mình có một cái sự tỉnh thức bằng trí tuệ hiểu biết của mình. Chứ nếu mình học mà mình chỉ tin mà không có sử dụng trí tuệ thì cái sự hiểu biết của mình nó không phải là sự hiểu biết của tỉnh thức, mà sự hiểu biết đó, nó bị trùm phủ một lớp vô minh che lấp. Cho nên cái chân lý, cái sự thật nó không có hiển lộ trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy mà nó làm cho con người của chúng ta có thể bị khổ ải triền miên, sợ hãi liên tục, đau khổ mà không có ngày chấm dứt. Vì vậy mà học Phật để giác ngộ nghĩa là mình phải có cái sự hiểu biết bằng tỉnh thức, bằng trí tuệ. Cái đó là học Phật để giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình phải cởi bỏ, mình phải lột bỏ, mình phải quăng bỏ những cái gì mà nó làm cho mình
gánh nặng, sách nặng, đội nặng, ràng buộc, cuộc sống nặng nề đều là phải quăng, phải ném, phải dục, phải lột, phải cõi. Thì gọi đó là giải pháp. Làm được việc đó gọi là giải pháp. Cho nên trên bước đường học Phật là hàng ngày chúng ta phải có cởi bỏ những cái phiền muộn ưu tư, những cái tâm tư kiểu nặng, đau khổ nhiều vấn đề. Mà trong đó những cái mà cái gánh nặng nhất là gọi là ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc nó là năm cái món đó, là những cái gánh nặng mà người đời thường bị gánh nó mà đau khổ, mà nặng nhọc, mà triền miên trong cuộc sống, không có lúc nào mà được là nhẹ nhàng, được giải thoát. Cho nên là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Hai câu đó cũng nên làm cái châm ngôn trong cuộc sống của người đệ tử Phật. Hỏi gì chứ, mình có giải thoát được phần nào chưa? Hằng ngày trong cuộc sống mình có giải thoát được phần nào chưa? Thế thì là giải thoát là gì? Giác ngộ là gì? À, phải đặt cái vậy đó. Để rồi mình từ hiểu thế này. Bây giờ tôi giới thiệu lại cái bài này. Thực ra cái bài này là triển khai hoài còn được hoài. Tôi nhắc lại một khúc ngay trong cái đoạn kinh, cái bài mà tôi viết để cho các vị nghiên cứu đó. Kinh nói rằng trên bước đường học đạo, tu đạo, hành đạo, các vấn đề có thật hay không thật, có pháp hay không pháp, có tăng hay không có tăng, đó là vấn đề nghi đó. Đây là mình đang học về cái phẩm này, là có đặt cái vấn đề chữ nghi với tu đạo Phật. Có Phật hay không có Phật, có pháp hay không có pháp, có tăng hay không có tăng. Nói một cách khác là vấn đề thật pháp tăng có hay không. Có thì có bằng cách nào, còn nếu không thì tại sao ta đang học thật, học pháp, quy Phật, quy pháp, quy tăng. Vậy thì Phật pháp tăng là có, nhưng mà phải có bằng cách nào. Đây là vấn đề học Phật đó, để giác ngộ là phải hiểu cái đó. Vì tới đây nó còn nhiều thứ nữa đây nè nha. Có khổ hay không có khổ? Đấy. Sự thật chúng ta có khổ hay không có khổ, nhiều khi có người không hiểu. Có người quen cái khổ rồi thì không thấy mình khổ. Thành ra đặt vấn đề có khổ hay không có khổ, có tập hay không có tập, có diệt hay không có diệt, có đạo đế hay không có đạo đế. Tức là giáo lý tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, có hay không có. Đấy. Mà nếu các vị nói rằng có, đương nhiên là các vị đã học Phật rồi, các vị mới biết rằng cái đó, xác định rằng cái đó là có. Còn nếu như các vị mà chưa có học Phật thì đặt vấn đề có khổ đế không, có tập đế không, có diệt đế không, có đạo đế không, người ta không biết cái gì đó. Rồi có ngã hay không ngã, có thường hay không thường, có lạc hay không lạc, có tịnh hay không có tịnh. Như vậy là thường, lạc, ngã, tịnh, có hay không có. Vấn đề là chúng ta có hiểu kỹ chưa? Khổ, tập, diệt, đạo,
có hay không có, rồi thường là ngã tịnh. Khổ tập diệt đạo có hay không có, nó một cách khác là khổ vô thường, vô ngã và bất tịnh, có hay không có. Cuộc đời này có khổ, có vô thường, có vô ngã, có bất tịnh hay không có, cái đó phải học hết đó. Từ mọi người đệ tử Phật là phải trả lời được cái câu đó mới gọi là học Phật kỹ và mình tu mới có hiệu quả. Rồi Đức Phật dạy muốn cho tịnh, muốn cho có thường, có lạc, có ngã, có tịnh thì phải tu tập cách sao? Và sự thật có thường không, có lạc không, có ngã không, có tịnh không, vô thường vô ngã khổ bất tịnh, thường lạc ngã tịnh đối lập nhau, bốn cái pháp đó thành ra tám cái món đó. Các Phật tử hiểu kỹ chưa, nhớ rõ chưa, và tự trả lời được chưa, có thừa hay không có thừa? Ví dụ như mà ông tôi trình bày các vị là vấn đề năm thừa đó, năm thừa đó là nhân thừa, thiên thừa, thánh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa. Thế thì là ngũ thừa. Nhưng mà thật sự có ngũ thừa như vậy không? Mà nếu không có thì tại sao kinh dạy ngũ thừa? Mà ngũ thừa kinh dạy như thế thì thật sự mình phải hiểu như thế nào trong vấn đề năm thừa? Đây, học vậy đó. Cho nên học Phật phải học nhiều đó. Có thừa hay không có thừa? Có tánh hay không có tánh? Tánh ví dụ như là biến cái sở chấp tánh, y tha khởi tánh, riêng thành thật tánh của Duy Thức Học. Và các vị sẽ được một cái đĩa về các vị sẽ nghe. Tam tự tánh, biến cái sở chấp tự tánh, y tha khởi tự tánh, riêng thành thật tự tánh, có tánh hay không có tánh? Nếu không có tánh thì tại sao Phật nói là có ba tự tánh? Và thật sự Phật nói ba tự tánh, mà có phải thật sự có ba cái tự tánh như là một hai ba, như là màu sắc xanh vàng đỏ trắng vậy vậy không đó? Cho nên là học phải giải đáp được cái đó. Có chúng sanh hay không có chúng sanh đấy, chúng ta trả lời được chưa? Cái đó phải trả lời cho được. Có hữu vi hay không có hữu vi, có vô vi hay không có vô vi? Vậy thì vấn đề hữu vi chúng ta phải hiểu làm sao, có hay không? Vấn đề vô vi pháp phải hiểu cách nào, có bằng cách nào, mà nếu không thì không bằng cách nào. Có nhơn hay không có trơn, hay không có trơn, có vọng hay không có vọng, ghê chưa? Vấn đề mà chúng ta còn phải tìm hiểu đó. Trơn có hay không, vọng có hay không, có nhân hay không có nhân, có quả hay không có quả, nhân quả có thật không? Nếu nhân quả có thật thì chúng ta phải học tập như thế nào và hành đạo như thế nào, học đạo như thế nào. Còn nếu nhân quả không có thật thì có phải là không có nhân không có quả không? Có tác giả hay không có tác giả, có nghiệp hay không có nghiệp, có báo hay không có báo, và còn nhiều lắm. Tôi nêu ra như đây là kinh đại, các bạn nêu như đây còn nhiều lắm. Bao nhiêu là vấn đề nghi, cứ đánh vô hỏi, mà phải trả lời cho được hết. Cho nên trưởng ban giáo dục tâm linh của tôi là phải làm việc đó. Các gì hỏi tôi phải trả lời hết. Do vậy cho nên là tôi lập cái trường ra là tôi là làm trưởng ban giáo dục tâm linh, tôi phải dạy tâm linh học. Mà ta đi không học là đi chỗ khác thôi, chứ không có nó cãi cái gì được hết. Đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam đang định như thế. Và nước Việt Nam đã chấp nhận đạo Phật của chúng ta phải là đào tạo những người có cái hiểu biết trong sáng, chứ còn quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan ngờ nghệch gốc nghếch gửi cái tâm hồn bên kia thế giới không có đúng sự thật là người Phật tử không được theo, không nên theo.
mà những cái điều tôi nói bây giờ đó, thần thật mà nói đó, các vị phải bồi dưỡng lại. Tất nhiên là Phật tử tại gia thì không thể trả lời ngay như tôi được, và thậm chí là hàng hàng lớp lớp nhà sư cũng không trả lời được, chứ không phải ai cũng trả lời được. Không phải hết đầu trọc áo đà là hay là áo vàng gì đó là trả lời được hết, không phải vậy. Cho nên cái đó là cái khó đó. Vì vậy cho nên là hàng tăng ni tôi dẫn đến trưởng ban giới của tăng ni, mà tăng ni rồi muốn làm tăng ni là phải học đàng hoàng, chứ không có trường nào hết, không có lớp nào hết mà đi học rồi cúng đám cúng dâm rồi cầu an cầu siêu bằng cái phụng nguyện đó, là không phải là người tu sĩ Phật giáo. Cũng như Phật tử không có học là không phải là đệ tử Phật, dầu là có đi chùa đàng hoàng lại lựa nghe như Phật lớn, Phật to cao có mấy chục xuất lại mà không phải đệ tử Phật. Cho nên vấn đề đó khó vô cùng. Tôi nói cái này nè để các vị thông cảm cho tôi. Đây là tôi nói thật ra, nếu mà cái vị Phật tử ngày hôm qua mà ta nghe lại cái lời tôi nói đây là ta buồn đó. Nhưng mà tôi nói cái này nó có lợi ích chung cho cái vấn đề học Phật của những người đệ tử Phật. Có những vị Phật tử gặp tôi đề xuất tôi đi thăm Côn Đảo, cái di tích lịch sử mà bao nhiêu những người anh hùng tử sĩ liệt sĩ vị quốc dòng xu chết ở ngoài đó hàng bao nhiêu năm, bao nhiêu chục, bao nhiêu trăm năm dài qua các chế độ phong kiến cũng như là thực dân. Chỗ đó là cái chỗ ngục tù đau khổ mà cả trăm năm dài thực dân Pháp đó bắt bớ giam nhốt những người có lòng yêu nước, yêu dân Việt Nam. Thành ra người ta đề xuất tôi là mời tôi là đi ra Côn Đảo, đi thăm Côn Đảo. Tôi vừa nghe thì tôi rất là phấn khởi. Tôi nói cái chỗ đó tôi muốn đi thăm nhiều lần, muốn đi nhiều nhiều lần ý nghĩ mà chưa được đi. Công việc bận biểu, nhiều công việc, không có thời giờ là một, có khi có thời giờ nhân nhín cũng có thể được, nhưng mà vì những cái điều kiện khác hoặc là sức khỏe vân vân cho nên chưa đi được. Thế thì bây giờ người ta mời tôi đi thì tôi nghe ban đầu tôi nói nếu mà đi có các vị đi thì tôi cùng tham gia đi, tôi có thể là quan hệ đấy, bởi vì tôi mới đây tôi đã đi tìm được cái địa điểm của những người làm cách mạng mà mình làm nên cái sự nghiệp giải thoát cái đất nước ngày nay mà được tự do ngày nay đó. Tôi đã đi tới chiến khu D, tôi đi tới cục N, tôi mới vừa đi nãy vài tuần đây. Bây giờ mà nếu mà có cái dịp mà tôi đi ra được Côn Đảo mà thăm thì kể ra một cái nhân duyên hạnh phúc nào đây, tôi đã đúng lúc rồi sao? Thế thì tôi hứa đi là cái Phật tử này người ta bao một chiếc máy bay riêng, chứ không phải là đi bằng tàu cánh ngầm hay là tàu thường, mà cũng phải đi máy bay ké, một chiếc máy bay riêng để đi thăm Côn Đảo và sau đó cùng đi với tôi là có bốn vị sư để ra đó làm cái lễ rước vong. Moi móc những cái vong hồn ở đâu dưới đất trong bụi gì đó đem ra cầu siêu đấy. Để nói tới cái vụ đó thì tôi mới nói đối với thời đại ngày nay á, cái định hướng xã hội chủ nghĩa mà thật sự là chủ nghĩa Mác Lê, chủ nghĩa vô thần khoa học á, người ta không có tin cái vong hồn của những người chết mà còn phất hưởng phất ở đâu đó để đau khổ, để rên la. Cũng như gần đây nè,
Thiền sư Nhất Hạnh ở bên Tây mà ra về mấy chục người tăng thân mà là đủ thứ tiếng. Mà các vị hòa thượng ở ngoài Hà Nội mình đang có cầu thì cầu vậy thôi, chứ dòng hồn ở đâu đó mà siêu thoát, đâu mà còn bất vưỡng ở đâu đó mà siêu thoát mà lại lạc gì, nhưng mà cầu là cầu vậy thôi. Đây là cái ngôn từ đó phát xuất từ cái đài phát thanh ở trên đài ở ngoài Hà Nội đó. Thế thì thật sự là cầu vậy thôi, chứ chẳng có cái dòng hồn nào mà ở rên rỉ đau khổ ở đâu đó để rồi cả trăm năm, cả bốn năm chục năm, hai ba chục năm, 15 năm mà giúp dẫn ở đâu đó, rồi bây giờ mình mới mời ra, mình lôi ra, mình mới cầu nguyện để cho họ thoát khỏi cái khổ đau đó. Đó, đạo Phật thật sự không bao giờ nói vậy. Cho nên là khi mà nói tới đi ra đó mà làm cái lễ, tôi rất xin lỗi, hồi nãy tôi nói là nếu đi tham quan tham viếng để thấy những cái di tích, điều đó tôi muốn. Nhưng mà còn đi làm lễ thì tôi xin nhắc phải xin phép cho thật kỹ càng cái giấy phép đó, ai ký ai cho đàng hoàng. Chứ mà giấy phép lên tôi mơ là ra làm đó mà tụng tán rình rang là đi chỗ này rồi kéo lê là chỗ nọ đó, người ta rầy thì nó ta rầy rồi mình đau khổ rồi mình biết lòng không có lễ tới nhà. Tôi xin nhận như thế. Còn riêng phần tôi thì không đi, xin rút lại ý kiến mà không đi. Là tại vì á, cái dòng hồn mà nó còn tồn tại nhất điểm ở đâu đó không có. Rồi là cái vị đó còn nói là tại vì có cái người kia bật cái nhà ngoại cảm, người ta có thấy ma, thấy yêu, thấy hồn vía đau khổ. Tôi nói cái nhà ngoại cảm đối với trường Phật học tôi là không có thể bước chân vô cửa, không bao giờ mời. Bằng cớ là anh Đức Hạnh là huynh đệ tôi, là tôi thân, tôi thương nhiều lắm đó. Nhưng mà hồi năm ngoái đó, khoảng rằm tháng chạp đó mà anh gửi cái thơ về, anh hứa là con đường anh đi đâu mà anh vẽ trong đó rằng là có tới thăm cái trường Phật học quận 9, là cái trường này đấy. Mà anh nói rằng là về kỳ này đó là ba cái trai đàn, cái đàn miền Nam, cái đàn miền Trung, cái đàn miền Bắc, là tôi không đi thăm và tôi cũng không rước ảnh, là tôi đây. Bởi vì cái đường lối của anh làm, của thầy làm, của huynh làm, của thiền sư làm kiểu đó không còn đúng với chính pháp của đạo Phật. Mà cái điều đó tôi có nói với các vị rồi, Trần Thái Tôn hay Trần Nhân Tông gì đó là cái vấn đề mà là cái chùa Giải Quang ở núi Yên Tử, tôi đã nói rồi, hợp rồi, tôi đã không đồng ý dựa vào cái bản ghi rằng đó là cái chùa lập để giải quang cho linh hồn, tôi không đồng ý. Thì bây giờ thiền sư Nhất Hạnh dầu ở trên trời xuống tôi cũng không đồng ý, vua mà tôi không đồng ý mà thiền sư Nhất Hạnh thì sao tôi đồng ý được. Cho nên là không đồng ý là nói thẳng vậy. Thành ra cái Phật tử hôm qua là mời tôi đi bằng, đây ta dùng cái từ chuyên cơ, nó giống như là tổng thống Bill Clinton đi chuyên cơ qua thăm Việt Nam. Chuyên cơ muốn nguyên một chiếc mà tôi vẫn cứ không đi. Đó là tại vì thật sự tôi rất thương, rất quý, nhớ tưởng những người yêu nước, yêu dân, và những người quá cố mình có thương chứ, mình có tấm lòng chứ, có nhớ tưởng chứ. Nhưng mà mình học Phật rồi mình biết rằng là không có một cái linh hồn tồn tại nào mà bất vững khổ đau. Cho nên tôi nói cái này rồi đó, mà các vị mà chịu nghe được đó, các vị sẽ sướng ngay trong cái lúc mình còn mạnh giỏi, ông bà cha mẹ mình còn đây, chứ không phải đợi chết rồi mình bây giờ cậy được cái công đức tu hành đâu. Nó sướng ngay bây giờ. Sướng ngay bây giờ ở chỗ nào? Tôi nói ví dụ nè, ngay bây giờ các vị mà học được cái chân lý có ngã hay không có ngã,
Đây là trong này cơm ở đâu, có ngã hay không ngã, có thường hay không có thường, có lạc hay không có lạc. Các vị học cái được cái chân lý vô ngã mà Hồ Chủ tịch hồi đó còn sinh tiền. Khi mà đến thăm các chùa, Hồ Chủ tịch có nói chuyện với các hòa thượng. Đạo Phật, Đức Phật dạy đạo Phật là cái đạo vô ngã, vị tha. Bác Hồ, nhất thân Bác Hồ nói câu đó, sắp dở còn ghi. Khi nói chuyện với các hòa thượng, Bác Hồ nhắc câu đó. Mà cái người đệ tử Phật mà hiểu được cái chân lý vô ngã của kinh điển, của lời Hồ Chủ tịch dạy, các vị có sự an lạc này. Các vị phải có vô ngã thì các vị mới thật có thể là mọi người vì mọi người. Ta không thấy có cái ta đặng nữa, cho nên ta không có đau khổ vì cái ta. Đây nè, có ngã hay không có ngã đây. Tôi nói này là chân đại bác tiếng thẳng lên nha, chứ không phải tôi nói ngoài đâu. Bác Hồ dạy cũng là kinh đại bác tiếng thẳng. Đạo Phật là Đức Phật dạy đạo Phật là cái đạo của con người tu hành vô ngã, vị tha. Lời Bác Hồ nói rất ngắn gọn mà nó nòng cốt của tam tạng kinh điển. Các vị cứ tu tập vô ngã đi, các vị thấy sướng ngay. Còn sống thì mình vì mọi người, mọi người vì mình, tức là các vị có cái lòng vị tha. Mà vị tha đó tức là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Có từ, có bi, có hỷ, có xả, các vị mới làm cái chuyện vị tha được. Mà làm cái chuyện vị tha vì người khác được là tại vì các vị phải quên đi cái bản ngã của mình. Quên nhiều hay quên ít, nó giải thoát giác ngộ từng mức độ do cái chỗ mình quên cái bản ngã nhiều hay là ít. Nếu mà các vị quên cái bản ngã thật sự đó, vô ngã đó, các vị sung sướng liền. Bây giờ tôi nói thí dụ này nè, trong này không ít người đâu nghe, nội cái tu động viên đó, tôi cho là có mấy ngàn cái lá đơn mà hiến xác chết rồi. Mà trong đó tôi là một người hiến hôm nay là mấy chục năm rồi, mười mấy năm rồi đó. Các vị mà phát tâm mà hiến xác chết được thôi, chưa biết là sau này người ta có lấy hay người ta không lấy. Dư nếu mà dư nhiều quá người ta không lấy. Mà các vị chỉ cần phát tâm hiến được xác chết cho khoa học là bắt đầu các vị có an vui. An vui chỗ nào? Chẳng hạn như tôi đây, bây giờ vấn đề chết của tôi là không có cái vấn đề hàng cây sao hay là cây sến hay là cây cầm xe chặt đất hay là cây nhấn hương hay là cây quỳnh đàn, thậm chí là bằng cái lá mà chừng 2-3 phân tôi cũng còn chưa cần thiết nữa mà. Thế thì là nếu mà mình thấy được cái tính vô ngã mà mình đã hy sinh cho khoa học, để khoa học cho các bác sĩ, cho khoa học người ta biết con người có bao nhiêu xương, bao nhiêu gân, bao nhiêu thịt, bao nhiêu tâm can tỳ phế thận nằm đâu là chỗ nào. Mà các vị phát cái tâm mà đừng cỡ đó thôi là các vị khỏi lo vấn đề hàng quỳnh đàn, cái dáng thương, cái cầm xe là sao là gõ hay gì khỏi thật. Nhẹ được một cái đó, khỏi sợ người ta nói sao mà cái bà nói chết là cái hàm gì nhỏ xíu, người ta nói cái hàm gì mà dám mỏng lép, người ta nói cái hàm gì mà không dám mua con xe. Thế thì các vị sợ, khỏi sợ bao nhiêu cái người ta nói. Giải thoát đó là giải thoát đấy. Người ta nói cái gì đều không có thua gì mình hết. Mình cho vô khoa học rồi, ta ngâm cái sậu vô rồi, trong cái thuốc đó rồi, người ta lấy ra ta học thôi. Rồi đó, đó là bước một nha. Bước hai, con trai, con gái, cháu nội, cháu ngoại thờ cũng tốt, mà không thờ ta cũng chẳng cần tới mi. Bổn phận ta là lớn lên phải lấy chồng, phải lấy vợ, phải đẻ ra con, ta phải nuôi cho nhà mi cho tới trưởng thành con người. Bây giờ mi thơm thảo với ta cũng tốt, còn mấy nhà ngươi nghịch thiên bộ địa không nuôi ta
cái nhà chất ta không cần nhà ngươi, mà ta đã hiến dâng cho khoa học. Họ đem về họ ngâm cái sậu trong cái nước hormone gì đó, thế là mình khỏi cần khỏi đau khổ gì. Con trai có thảo hay không, con gái nó có quan hệ hay không, hay là nó từ việc diễn diễn một ngày ra đi là một lần diễn diễn chia ly, nó không trở về thăm mẹ nữa. Thế là khỏi sợ cho con trai con gái. Rồi một cái bước thứ ba nữa là khỏi sợ nó có cúng đám giỗ hay không cúng đám giỗ. Sướng ghê không? Đám giỗ lớn cũng không đặt vấn đề, đám giỗ nhỏ cũng không đặt vấn đề, nghĩa là không có ý tưởng chờ đợi cho con trai con gái gì cúng hết. Bởi vì sao? Vì đạo Phật nói nhất thiết pháp vô ngã, hữu nhi pháp như gì? Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như ba tiên, như cả tắc bà, như thủy trung huyễn, như cảnh trung. Đó, nó giống như là 10 cái huyễn mộng kia. Vì vậy cho nên hữu di pháp vô ngã và cả niết bàn vô vi cũng không trông chờ mong đợi, mà chỉ tu làm thế nào cho cái cuộc sống có an lành, có hạnh phúc, cái tâm, cái trí của mình được thanh tịnh an vui trong cuộc sống. Đó là người đó đã có niết bàn ngay trong cuộc sống, chứ không phải đợi trông chờ cái ngày chết rồi mới được có cả niết bàn ở trong phương xa nào đó, ở trên chỗ cái đỉnh cao nào đó, không có. Thế là các vị có an vui, có giải thoát. Chỉ giải thoát là vậy đó, không trông chờ, không mong đợi, không sợ hãi, không lo âu. Đấy. Mà tự tánh thanh tịnh của mọi người là niết bàn, tự tánh thanh tịnh của mọi người là Phật tánh, là tri kiến Phật, là Như Lai Như Giác diệu tâm của mình mà mình sử dụng, mình xài. Do vậy cho nên là ngay trong lúc mà sân tiền mạnh mẽ này, mình đã hưởng được cái thành quả tu tập của mình, chứ không phải đã chết rồi. Chết rồi thì không có. Có thì phải có kiểu khác. Có là ngũ uẩn. Cái đó tôi nói nhiều rồi đó. Cho nên cái vấn đề mình nói đi nói lại mà không gọi là duyên. Không có mà có mà không, không có. Cái này là một, toàn bộ cái này là một, kể là một đi. Cái nước ga mà các chị thấy đây là hai. Cái bánh xe mà các chị thấy đây là ba. Bánh xe bằng thép kìa. Cái cục đá trong đó là bốn. Các cái khác đừng nói. Thêm cái ngón tay của tôi nữa là năm. Ngón tay cái này tôi lấy 5 món tôi làm ví dụ, chứ cái này không phải là 5 món nha, nó còn tung duyên sợ, nhưng mà lấy 5 món thôi, chưa đủ 5 món, 5 món nó chưa hòa hợp, nó chưa tác động, thì cái gọi là cái lửa, cái gì đó, không có. Nhưng mà nếu đủ 5 món nó hòa hợp, nó tác động lẫn nhau, sinh ra một cái này gọi là ngọn, ngọn lửa này. Tại vấn đề học cái này không ế ẩm gì hết, phải tư duy. Gọi là ngọn lửa này mà ngọn lửa có gì đâu nè. Cái thực tích của ngọn lửa này là không có gì. Không có gì hết. À, mà đầy đủ 5 món hợp lại thì thành ra có ngọn lửa. Mà thiếu đi một điều kiện là ngọn lửa không còn. Cái thân của ta nó cũng vậy. Sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm, đủ 5 cái món đó tác động này gọi là sanh. Thiếu đi một, mất đi món nào đó gọi là diệt. Thế thì cái diệt không có nghĩa là mất hẳn, mà đủ nhân duyên, đủ yếu tố, đủ điều kiện tác động hành thành thì đủ nhân duyên gọi là sanh, nhân duyên ta đã gọi là diệt, chứ là không có một cái gì nữa. Ngũ ấm vô ngã là vậy. Thật tánh của ngũ ấm là Phật tánh, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cho nên tánh có, học cái chữ đó là tánh có. Nhưng mà bảo chỉ ra cầm nắm rờ nó cái gì, cái tên là học có. Nếu cái thì sẽ chấp từ tánh có
mà không có. Tùy tâm mà nó biến hiện. Thành ra là cái này cái Phật tử học phải để ý, học phải học á, học Phật là phải học chứ không phải nói mà được, cũng giống như bên ngoài vậy đó. Muốn làm cái ông sinh viên, muốn làm một cái ông thư ký, muốn làm ông giám đốc, tổng giám đốc, ông bộ trưởng, tổng trưởng, như là thủ tướng gì cũng vậy, đều là phải có học hết. Chứ không có học là không làm được cái gì hết á. Mà muốn làm nên gì đó phải học. Muốn nên làm nên giác ngộ về giải thoát là phải học. Đó do vậy cho nên là tôi nói lại cái vấn đề mà đi cầu siêu á, cầu siêu cái gọi là giải oan giải thoát á, muốn chuyên cơ một chiếc máy bay đi mà tôi cũng không đi. Như vậy là một sự thiệt thòi lỗ lạ đó, một danh dự đó chứ. Nhưng mà không chấp nhận cái danh dự để đánh đổi cái giáo lý của đạo Phật. Nếu mà vì một cái danh dự, vì một cái sự mời thẩm như vậy, long trọng quý quá như vậy mà mình đi thì mình đánh đổi cái giáo lý của đạo Phật thì rẻ quá, không đánh đổi. Tôi nói là cái đó để tôi nhắc cho Phật tử rằng các vị có thể giác ngộ và các vị có thể giải thoát ngay trong cuộc sống. Nói cái vụ là giáo coi thường cái sự cúng quả thôi, là các vị đã sướng rồi mà tôi nói cái đó khó nghe, mà tôi biết là tôi nói vậy là tôi chịu thiệt thòi lỗ lã đó. Cúng quả thì các vị có thể cúng, nhưng mà tôi nói cúng chơi thôi. Cái tập quán của ông bà, của cha mẹ, của người xưa bài ngày nay làm, mình làm gì để mình nhớ cha nhớ mẹ, cái điều không có gì lỗi cả. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là mình phải cúng rồi cha mẹ có ăn. Không có, cha mẹ không hề có ăn, ông bà không hề có ăn. Vì thế cho nên là vấn đề của tôi, nếu mà các vị bằng lòng nghe là các vị thử đi cúng chừng từ 3 phút tới 5 phút, không gian lên rồi khấn đàng hoàng, rồi gọi là khấn chơi vậy thôi, chứ không phải có. Cái tên đâu còn vậy, nó giống như cái này là mà tên giả rồi thì nó còn vậy. Nó đâu còn cái tên này là tên là Nguyễn Thị Lan, là Trần Thị Điệp, hay là Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Bình, bé Nguyễn Dũng, hay là ông Giáp Ất Bích Tư, đâu còn không còn vậy, là buông rồi hết rồi. Cho nên khấn cũng không có được cái gì hết. Đây là tôi nói theo đạo Phật đó. Bởi vì tất cả chúng ta có cái tên, là ví dụ tôi là Tự Thông. Tự Thông là do ông thầy tôi đặt, cái bữa đó ông đặt bằng đêm. Ông thầy tôi nói thôi thì nhờ Hòa Thượng tiếp dẫn về độ giùm nó, thôi nó làm đệ tử, ông nói thôi. Thì cái thằng này nghe lời ông nói thì thằng này nó cũng thông minh, mà nó cũng hiền lành, trong dòng họ người hiền lành, tôi đặt cho nó tên Tự Thông đi. Tự Thông đi, đặt cái tên Từ Thông đi ở trong cái 8 giờ tối. Vậy mà tôi vẫn lấy cho tới bây giờ, tôi không cần phải có đổi, tôi cũng cần ông nào đặt tên gì, có nhang, có đèn, có nghi lễ gì hết. Là tại vì là cái Từ Thông đi được, mà đặt lu đi cũng được, ra đi cũng được, đâu có sao, muốn đặt tên gì này. Bản thân cái này là không có gì hết. Đó, cái đó ta gọi là vô ngã là vậy đó. Cho nên các vị học rồi các vị sướng lắm. Ai muốn nói cái gì các vị cũng thấy nhẹ nhàng. Bởi vì tất cả pháp đều vô ngã mà. Hàm sở hữu tướng, giai thị như vọng, giữ kiến như tướng, thi tướng, tức kiến như. Như Lai muốn thấy Như Lai, muốn thấy thật, là các vị mới thấy được cái tấm vô tướng, vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh. Thì các chị mới thấy được Như Lai. Đấy, mình học Phật là phải học vậy. Cho nên là tôi đọc những cái này là các chị mà có cái bài về các chị coi lại nè. Các chị còn nghi nhiều lắm đó. Tôi tuy là tôi học kỹ nhiều lắm đó, nhưng mà khi mà mình ứng dụng á, mình chưa sử dụng được nổi là 90-80% nữa, chứ đừng có nói tới 100%. Vì vậy cho nên phải học hoài, nghiên cứu hoài, nghe hoài và tu tỉnh, nhớ nghĩ, tư duy, quán chiếu hoài.
thì nó mới có an lạc, mới có giải thoát. Học đạo là phải vậy. Cho nên mình phải bỏ nhiều lắm, bỏ những cái của cái phải, cái quý, cái tốt, cái xấu của thế gian đó, mình phải cố gắng mà đè nén, mà bỏ nhiều lắm. Thế thì vấn đề nghi á, rồi tôi nhắc lại nè, nó nằm ở trong cái giáo lý có thường hay không thường, có khổ hay không khổ, có tập hay không tập đó, có diệt hay không diệt, có đạo hay không đạo, với đề tứ diệu đề. Cái vấn đề kiến hoặc già và tư hoặc đó, mình học cả đời mình vẫn còn lẫn quẩn trong cái kiến hoặc và tư hoặc. Cái tôi nói hồi nãy giờ đó, là nó thuộc về cái chữ nghi, tham sân si mạng nghi. Chữ nghi tôi nói nãy giờ có một chút xíu của chữ nghi đó, nó là một phần của cái sai lầm về cái tự ngã của con người. Sai lầm về cái tự ngã của con người, tự mình chấp ngã, chấp ngã rồi mình sai lầm vì cái đam mê, cái bản ngã, mà mình khởi cái tâm tham mình không thấy mình tham, mình khởi cái ý niệm sân mình không thấy mình sân, mình làm những việc rất là đen tối, rất là sai lầm, mà mình không thấy rằng đen tối sai lầm. Mình làm những cái việc hoàn toàn không có chân lý, tức là thanh nghi đấy, mà mình cũng biết cái nào nghi. Nghi nó có hai thứ, một là nghi nhân, hai là nghi pháp. Nghi và pháp, hữu nghi có hay không có, nghi pháp vô nghi có hay không có. Nghi con người này, bản thân con người này có ngã hay không có ngã, mình vẫn còn nghi. Đó, thật là tham sân si mạng nghi, là năm cái món đó gọi là tư hoặc. Nó là những cái thứ phiền não căn bản mà những người đệ tử Phật chúng ta phải tu đi, phải quán chiếu, phải là phải học và phải là tranh thủ loại bỏ, hóa giải nó trọn đời thì mình mới có an lạc, có giải thoát được. Đây bây giờ như cái tôi nói nãy giờ đó, nó cứ lẫn quẩn trong cái tư hoạch đó, còn biết bao nhiêu cái mình nghi. Rồi còn cái vấn đề sai lầm của kế hoạch, được bao nhiêu người nhớ, trong này có một số nhớ rất kỹ, mà số đó ít quá. Cái số mà dám làm đám dỗ mà không cúng lâu ít quá, và thậm chí là không làm đám dỗ, mà cái ngày đó đó hả, nhớ rồi mua bình bông vậy, hoặc nải chuối hoặc cái trái cây là ngon ngon vậy, rồi tượng trưng với tấm lòng, rồi cái này đốt nhang vậy, là gọi là cúng rồi đó, gọi là đám dỗ rồi đó. Mà cũng có gì tội lỗi với cha mẹ ông bà, đạo Phật là vậy đó. Mình dám cúng ông bà bằng một cái bình bông, một cái tách trà, một cái dĩa trái cây vậy là xong rồi. Mà các vị vậy là thử đi, ông bà không hề nói ô con ơi con cúng năm nay cho ít quá, bà đói quá, không có, không bao giờ có. Ngược lại là một con bò, một con heo, mời thêm cả xóm cho làng lại ăn nhậu say sưa vui vẻ, đến chốc đèn la rồi ung chùm đèn đèn kèn rồi đủ thứ, hỏi ông bà chứ bằng lòng không, ông bà cũng không hề nói ta bằng lòng. Tại sao vậy? Là tại vì ông bà đâu có còn giấc dưỡng gì đó ở đó mà chứng kiến được những cái đám dỗ lớn, để mà được ăn nhiều mà hả hê, cũng như cúng một bình bông, một bình trà, một tách nước trong sạch, một dĩa trái cây. Ông bà cũng đâu phải vì vậy mà ít ăn ít để mà buồn giận.
Cho nên nếu mà các vị mà học được cái đó là các vị có giải thoát. Học Phật để giải thoát là các vị lột bỏ những cái tập quán lâu đời. Thì đây là giáo dục tăng ni, đây là tôi nói theo cái kiểu kinh điển của đạo Phật. Còn các vị làm được tới cỡ nào, môi trường, hoàn cảnh, gia đình, người ta chịu mà các vị làm mới được, còn người ta không chịu các vị cũng không làm được. Cho cái khó là cái chỗ đó. Do vậy cho nên cái người tu người ta bảo là không vợ không con, kể cả cha mẹ cho đi tu rồi là cha mẹ là một thí chủ đàn na, không được quyền tham dự cái đời sống của người tu. Cho nên cái người tu là phải độc lập, khi mà học Phật, học chánh pháp, thành chánh pháp, sống theo chánh pháp là kể cả cha mẹ nói cũng không nghe. Không nghe là không nghe cái gì? Là ví dụ như nhà cha mẹ biểu mày phải về mày nuôi heo phụ với tao, đặng tao làm năm tới tao làm cái đó dỗ ông nội mày. Mình làm sao mình nuôi heo mình làm đám dỗ được? Xin lỗi ba má ở đó cho con đi học cái tu rồi là không chấp nhận cái lời lẽ của ba má dạy, không đúng gì đâu mà. Cho nên là không nghe cái đó. Cho thí dụ như cha mẹ mà bảo cái lẽ phải, đừng cờ bạc, các bạn phải nghe chứ. Đừng hút sách, phải nghe cái lẽ phải. Đấy, cho nên là khó cái chỗ đó rồi. Phật tử tại gia nó khó chỗ đó. Mình hiểu, mình muốn rồi, nhưng mà xung quanh hoàn cảnh không cho. Thí dụ như có nhiều người muốn cho khác cho khoa học, nhưng mà còn hầm. Ông mà ông cho cái xác của ông á, ai mà muốn lấy cái xác của ông á phải bước ngang cái xác của tôi. Nói câu đó là thôi, để cái ai mà dám nói là cái xác. Cho nên muốn cho không được. Nhưng mà không sao, dầu không cho được mà các vị biết tu, các vị vẫn có giác ngộ. Tuy rằng ta không cho xác khoa học được, nhưng mà cái ngày chết ta đâu có hy vọng hàng quỳnh đàm giáng hương trong xe cả chất. Cho nên không đặt vấn đề phải để tiền mua hàng, không để tiền làm nó ba lớn, không để tiền mua đồ tận liệm, cũng không để tiền để cầu an cầu siêu gì hết trơn. Cho nên nó nhẹ bao nhiêu sức tiền. Thế thì là cũng có cái chấp này vậy. Dù mình không cho các khoa học được, vẫn đặt cái vấn đề thấy được chân lý vô ngã rồi, thì tự thân mình kể từ đó nhẹ nhàng rồi. Mà thấy được cái chân lý vô ngã của tự thân rồi, thì đồng thời nó tư duy quán chiếu tới cái vô ngã của sự vật hiện tượng của hữu vi pháp. Từ cái chỗ đó mình bớt khổ về sự nghiệp đất đai, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp ha, bớt đi. Nếu mà bà con mà lớn tuổi rồi là con nó trưởng thành hết rồi đó, thì con cứ làm ăn phận con. Còn ông bà cha mẹ ba má ha, thì cái của cha mẹ còn, của ta còn, thì để đó cho ta, lấy cái của ta mà nuôi ta. Nuôi ta ăn ngày ba bữa vậy đó, hai bữa ba bữa gì đó rồi cho ta. Rồi thì ta không có đặt cái vấn đề khó khăn gầy già chửi bới mắng nhiếc nặng nhẹ gì hết, coi như mọi sự ta buông bỏ hết, ta tập thu theo cái kiểu như Đức Phật Thích Ca vậy. Như Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Thích Ca mà được Bồ Đề, được Niết Bàn là tại vì Đức Phật không còn cái gì để làm nguyên nhân tiếp nối khổ đạo. Cho nên những cái bậc mà lớn tuổi mà con cái nó học hành mà nó nên người rồi đó, thì mình nên buông bỏ hết. Nếu những đứa con nó tốt là mình phải thấy cái hạnh phúc đó, rồi mình buông bỏ gì đó, tiền tài, danh vọng, sự nghiệp gì mình không còn lo nữa, không buông được, không lấy nữa. Còn con cháu tự nó lo cho nó. Đấy, cái chữ giải thoát là vậy đó. Còn có những người tiền tỷ 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 trong nhà mà không hề có giải thoát, không có giác ngộ. Vì không giác ngộ cho nên cái tham vọng về danh, về tiền, về sắc dục còn nguyên, thì tiền tỷ 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 trong nhà mà không hề có giải thoát, nghĩa là bị ràng buộc đau khổ chằng chịt.
Thậm chí là nếu mà mình đang làm quan mà nếu mà mình không có giác ngộ thì mình không bị giải thoát, mình không có giải thoát, mà người ta gọi là đáp cánh không an toàn. Hạ cánh không an toàn nghĩa là làm quan mà không hưởng được cái lộc quan trọn đời, mà mình sẽ bị khiển trách, bị chê bai, bị bắt bớ, bị truy cứu gì đó, thì tiền tỷ 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 mà không có giải thoát. Đấy, cho nên là để ý mà học cái đó. Rồi các vị để ý cái câu này, Phật bảo đại chúng rằng các vị có mặt ở trong chúng hội này đều nên tôn trọng, tán thán, cúng dường những thứ cần dùng cho Bồ Tát, cho Bồ Tát Sư Tử Hống này. Có vị Bồ Tát tên là Sư Tử Hống. Vì Bồ Tát này trong quá khứ trồng sâu căn lành phước đức, nên nay ở trước Phật và đại chúng đứng ra thưa hỏi. Như Sư Tử Chúa tự biết sức lực, răng nanh nhọn bén, bốn chân trụ đứng trong hang động, vẫy đuôi gầm ra. Gầm ra tiếng gian vọng núi rừng, rồi bước ra khỏi hang, vươn vai nhìn ngó bốn phương. Lại có tiếng rống, một tiếng dài. Sư Tử Vương làm như vậy nhằm phát huy và bảo vệ những cái lợi ích. Một là vì muốn răn đe cảnh cáo những cái loài chẳng phải thiệt sự sư tử mà dối hiệu sư tử, giống một tiếng dài để cảnh cáo làm gì đó. Hai là vì muốn thử nghiệm cái sức lực mình. Ba là vì muốn bảo vệ cái chỗ ở tịch tịnh. Bốn là vì muốn bày sư tử con biết chỗ nơi. Năm là vì muốn đàn sư tử không bị kinh sợ. Sáu là vì muốn những kẻ ngủ say sẽ được tỉnh thức. Bảy là vì muốn những cái loài thú thống vật ngáp gió chuyển vận toàn thân rồi bắt buộc phải siêng năng. Tám là vì muốn những loài thú khác phải khiếp sợ chầu hầu. Chín là vì muốn điều phục đại hương tượng. Mười là vì muốn dạy bảo cho con cái. 11 là vì muốn tôn vinh chủng loại của mình. Thế là Sư Tử Hống nó có 10-11 cái công dụng như thế. Vì vậy cho nên là Sư Tử Hống vô quý thuyết, bách thú văn chi giai ngã liệt, hương tượng bôn ba thất khức quy thiên nhân, tịch thính sinh thân duyệt. Tiếng pháp cánh tở, tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc xé tim gan. Bách thú mà nghe tiếng gầm sư tử là sợ hãi lắm. Để biết cho lời của Như Lai là như là lời vô quý ở trong cái cõi trời và cõi người. Cái loại hương tượng là sức mạnh bằng 100 cái con giả tượng của bình thường trong rừng đấy. Hương tượng khiếp, còn nói chi nai và chó chóc, tất cả thứ khác đều sợ hết. Vì thế cho nên là tôi nói các vị đại lý, các vị mà học và kinh điển thiệt của Phật đó, là nghe có khi là các vị khó chịu lắm đó. Bởi vì cái phong tục, cái tập quán của nhiều dân tộc á, nó còn mê tín, nó còn lạc hậu, nó còn quyến hoặc quan đường nhiều lắm. Mà nghe cái tiếng pháp cánh á, thì chẳng khác nào là như là các cái loài thú rừng mà nghe tiếng gầm của sư tử vậy đó. Nó khó nghe vậy đó, nó sợ hãi vậy đó.
Vì vậy cho nên là tôi nhắc lại là các Phật tử học nghe cái khó, đừng sợ hãi. Cái người mà trong kinh gọi là cúng dường pháp á, là những cái kinh mà sâu sắc, khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, mà hiểu được, mà tin được, mà hành được, cái người đó gọi là người cúng dường pháp ở trong đạo Phật. Tôn trọng pháp, cúng dường pháp ở trong đạo Phật. Chứ còn mình đem ra một lần 10.000 quyển kinh nào đó, thậm chí là có tìm nhiều, mình đem 30.000 quyển kinh nào đó mà đem đi cho, đi tặng, đi cúng dường á, coi chừng có những cái quyển kinh đó họ trà trộn một vài cái điểm tầm thường ở trong đó mà các vị không khéo lọc chọn, là coi giống như một cái thang thuốc đắt tiền mà bỏ vô một vị thuốc độc là uống cũng đủ chết. Cho nên là mình in có thể một lần 30.000 quyển kinh để cúng dường, gọi là cúng dường pháp chưa chắc đã trúng. Mà cúng dường pháp là những cái kinh, những cái kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được. Cái gì là khó tin, khó hiểu, khó nghe, khó hành? Là thí dụ như ta nói rằng là các vị đừng có cầu trời, cầu Phật nào bên ngoài hết. Các vị là phải cầu cái Phật tánh của các vị, là cái tánh Như Lai viên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm tròn đầy sáng suốt, cái tâm tánh đó nó bất biến mà tự nhiên mà bất biến, là cái Phật tánh của các vị. Các vị hãy lên cái đó, đừng cầu nguyện dân sinh bên ngoài. Đấy, cầu đó là nghe đó, là có nghe, có hiểu, có mình có làm đó. Đức Phật chỉ dạy rằng trong mọi người ai cũng có cái Phật tánh, ai cũng có cái Như Lai vô giác diệu tâm của mình, ai cũng có cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. Mà tôi nói nhiều lần trước rồi, đó cái đó cũng gọi là đệ nhất nghĩa không ở trong mọi người. Trong tất cả chúng ta ai cũng có cái đệ nhất nghĩa không, cái tánh đó là hoàn toàn trong sáng, thanh tịnh, sạch sẽ, không hề có bận nhân. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái đệ nhất nghĩa không, đó cũng gọi là cái thể tánh tịnh, tịnh minh. Cái thể tánh đó nó sạch sẽ và nó sáng suốt, cũng gọi đó là chân tâm thường trú. Cái tâm đó nó ở luôn với mình mà ai cũng giống có. Mà muốn thấy được cái đó chỉ có cách là phải tư duy, phải tu, gọi là tam muội thiền định tâm. Cho nên tôi nhắc các vị nha, phải nhớ cái chữ thiền định tam muội của đạo Phật. Các vị phải tu thiền đó, ai cũng phải tập tu thiền hết, không phải chỉ có cái tên ông thiền sư mới được tu thiền, không phải. Không phải được gọi là thiền sư mới có quyền tu thiền, mà tất cả mọi người ai là đệ tử Phật đều là thiền vậy thôi. Chẳng qua là thiền sư hay là không sư vậy thôi. Ông sư tu thiền tôi gọi là thiền sư, coi như là Phật tử tu thiền tôi gọi là thiền giả, là cái người hành thiền, người tu thiền. Mà phải tu thiền thì mới có đem lại kết quả. Thí dụ như tôi nói nãy, đạo Phật là cái đạo giải thoát giác ngộ, mà đạo Phật dạy rằng là cái giáo lý cái bằng là vô ngã thì nhị tha. Nói cái chữ vô ngã thôi là đề tài tu thiền đấy. Đấy đó, cái chữ vô ngã thôi mà mình tu cả đời mình chưa chắc xong, chưa chắc được 50%, 60%, không dễ gì được. Chữ vô ngã, đầu đề vô ngã thôi. Như Thế Tôn không giúp thuyết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, nói chuyện vô ngã thôi. Mà các vị mà vô ngã được rồi đó, thì ở trong đạo Phật á, nói gì nghe có được không?
hai ba. Tính tốt. Một là vô ngã, hai là vô nhân, ba là vô chúng sanh. Bốn là vô thọ giả. Thọ giả tôi, thọ giả tức là cái chốn
trên chấp, chấp cái sự sống, cái mạng sống riêng biệt riêng rẽ lắm của mình. Thật ra là bốn cái chỗ đó là nguyên do của đau khổ, của giặc giả, của chiến tranh. Thì vậy mà phải vô ngã, phải vô ngã. Tôi nếu như là bạn là cái gì mà có hình, có tốt, có dáng vẻ, có kích thước, có trọng lượng, có trọng lực, đều có chung là tốt. Mà thành cái gì có tốt đều là không tốt. Đầu tiên, chân tốt. Bọn như Nguyễn, như Bà, như Hẳn, như Lộ, như Điện, Ưng, Thế, Thị,
quán là cái ý nghĩa vậy đó. Học Phật là phải chịu nghe vậy đó. Mà nếu không chịu vậy thì thôi. Không chịu nghe vậy thôi à. Chứ đạo Phật là vậy đó. Mà nếu mà Phật là nghe rồi nó mình nhẹ. Bắt đầu nhẹ là đối với nhà cửa nhẹ, đối với chồng con nhẹ, đối với anh em bạn bè nhẹ, lần nhẹ. Và trong đó kể cả cái cuộc sống của mình là tới già rồi mình cũng lần nhẹ nha. Lần nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Càng ngày càng buông bỏ, càng ngày càng thấy được cái bất giả quyển của cuộc đời. Trăm năm còn có gì đâu, chẳng qua một đám cổ khâu sinh thì. À, câu đó là câu của Âu Dương Hầu Nguyễn Gia Thiều nói đó. Cho nên nó thà mỗi thuốc tiêu dao cửa Phật, mỗi chút tình quyết giúp cho sông đa mang chi nữa đèo vòng vui gì thế sự mà mong nhân tình. Hết rồi, thế sự nhân tình không có gì vui đó. Do vậy cho nên lấy gió mát chân thanh cách nghĩa mượn qua đàm rút khỏe là dương thôn vô chùa tôn cho đầu. Ông ơi, cho chùa tu là nói vậy chứ coi chừng là chùa nha. Trời đất ơi, nó kiện rần rần chứ à. Nó treo bói nhau rồi, nó phỉ bán nhau rồi, nó tố tụng nhau rần rần coi chừng à. Chứ không phải vô chùa là yên à. Tuy nhiên vô chùa mà biết tu tập là cái chỗ đó phải nói rằng là nó cái môi trường đó nó tốt hơn là cái ở nhà. Bởi vì vô chùa thì không có ai đem vợ ruột của mình, đem con ruột, đem chồng ruột của mình được. Mà cái chỗ đó là người ta dạy đạo. Cho nên là có thể là lấy dấu mắt căn thân kết nghĩa mượn qua đàm rút lại làm duyên được đó. Có thể thoát cần một chút thiên nhiên cái thân ngoại vật là tiên trong đời được đó. Nhưng mà phải khéo một chút, không khéo là vô chùa cũng như không chùa. Phải để ý cái chỗ đó. À, thế thì hết giờ rồi. Hôm nay tôi xin nhắc là lần nữa là chủ nhật tới phải đi bầu nghiêm túc lựa người tài đức mà bầu. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người công dân. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hiền đạo vô tận đề nguyện đoạn thệ nguyện hợp Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.